Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 15 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, các địa phương tăng cường ứng phó. Hiệu phó bật khóc vì vụ giám thị yêu cầu học sinh tự lột đồ. Phần Lan xây hàng rào biên giới với Nga. Thủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 15 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Việt Nam. Cùng ngày, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại nhà khách Chính phủ, dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tại quận Cầu Giấy, thăm Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có cuộc hội kiến với trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, gặp mặt báo giới và có một số hoạt động khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Số ca COVID-19 đang tăng chóng mặt những ngày gần đây. Nhiều chùm ca bệnh xuất hiện, các địa phương đang nỗ lực khoanh vùng, dập dịch. Theo số liệu đến ngày 15 tháng 4, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của cả nước tăng vọt lên gần 780 ca, con số tăng đột ngột cao nhất từ đầu năm đến nay. Hiện số bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở oxy là 23 ca. Để phòng chống dịch bệnh, địa phương và ngành y tế đã tập trung truy vết, khoanh vùng dịch, theo dõi sát, cập nhật kịp thời lịch trình, dịch tễ của các trường hợp dương tính, hướng dẫn ban giám hiệu tại các trường học cho học sinh mắc COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp liên quan cũng được khẩn trương làm xét nghiệm, tiến hành phun khử khuẩn toàn trường, đồng thời thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bộ Y tế đã đề nghị các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh rà soát cấp độ dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đồng thời công bố thông tin chính xác, minh bạch để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi phát hiện ca bệnh, chùm ca bệnh cần nhanh chóng xử lý, khoanh vùng, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt, việc tiêm chủng vaccine cần được đẩy mạnh, củng cố lại hàng rào phòng thủ miễn dịch. Sáng 15 tháng 4, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM PC08 cùng đoàn lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM. Tại buổi làm việc ở đây, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông thăm hỏi và nhận được sự chia sẻ của người dân về việc xe đã kiểm định xong hết các hạng mục, chỉ chờ dán tem nhưng cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ khó khăn này, Thiếu tướng Lê Xuân Đức yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 5003S, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức có thể xã hội hóa bằng việc ký hợp đồng thời hạn với các sinh viên, trường Đại học Giao thông Vận tải hoặc tình nguyện viên để thực hiện việc dán tem. Người dân tự dán tem trên sự hướng dẫn của Trung tâm đăng kiểm. Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 5003S chia sẻ, thực hiện chỉ đạo thống nhất giữa Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đăng kiểm Việt Nam, yêu cầu người dân không đứng xếp hàng như thời gian qua. Thay vào đó, người dân cần đăng ký qua app, đăng ký qua đường dây nóng hoặc người dân nộp hồ sơ để hẹn lịch, không xếp xe. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 15 tháng 4, đơn vị vừa họp xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ nhiều cây rừng bị chặt phá trái phép. Theo đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Hoàng Hởi, trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Long Quảng. Ngoài ra, 4 cán bộ của đơn vị này cũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó, nhận được phản ánh về việc phá rừng xảy ra trên địa bàn, Hạt Kiểm Lâm huyện Nam Đông phối hợp với các lực lượng liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 12 cây gỗ mới bị cưa hạ gồm các chủng loại đào, chám, trò. Ngoài ra, còn 7 gốc cũ đã chặt hạ từ lâu. Tối 14 tháng 4, trên nhiều diễn đàn dành cho học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục chia sẻ thông tin một giám thị khi kiểm tra đột xuất đã yêu cầu học sinh nam lột hết đồ trên người. Sự việc trên xảy ra tại trường Trung học phổ thông Herman Jimenez, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Võ Thị Lan Hương, phó hiệu trưởng phụ trách trường Herman Jimenez xác nhận sự việc diễn ra vào ngày 12 tháng 4. Tại trường có một số học sinh có ý thức kém thường mang thuốc lá điện tử vào bán. Hôm đó do nghi ngờ 8 nam sinh, gồm 3 em lớp 10 và 5 em lớp 11 mang thuốc lá, giám thị đã mời xuống phòng, mang theo cặp để kiểm tra. Bà Hương bật khóc nói, tôi rất buồn, rối bời. Hơn 30 năm xây dựng uy tín của nhà trường trong phút chốc bỗng tan tành. Bà Hương cho biết,
ngay trong ngày 13 tháng 4, trường đã gặp phụ huynh và những học sinh này để xin lỗi. Theo bà Hương, thầy giám thị có chuyên môn về thể dục thể thao, mới tốt nghiệp và được ký hợp đồng ở vị trí giám thị từ tháng 9 năm 2022. Sau sự việc, thầy đã chủ động xin nghỉ nhưng trường chưa giải quyết. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 15 tháng 4, lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng đã bàn giao vụ vận chuyển súng đạn cho công an quận Hải Châu xử lý theo thẩm quyền. Thông tin trước đó, tối ngày 14 tháng 4, bộ phận soi chiếu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện một kiện hàng có một khẩu súng và 10 viên đạn được gói trong hộp giấy, địa chỉ gửi ra ở Hà Nội. Cơ quan chức năng xác minh kiện hàng trên được gửi từ công ty bưu chính Đà Nẵng. Anh TKT, tên viết tắt 33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, quản lý của công ty, là người làm thủ tục đưa hàng đến sân bay. Làm việc với nhà chức trách, người này khai kiện hàng trên do bưu chính tỉnh Bình Định nhận của khách hàng, sau đó vận chuyển ra Đà Nẵng. Sau đó, anh T làm thủ tục giao hàng tại sân bay. Khoảng 3 giờ sáng ngày 15 tháng 4, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn đơn vị đảm trách. Khi đến trước số nhà 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thì phát hiện hai thanh niên đang giằng co vào hồ cướp. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng phối hợp cùng người dân vây bắt và khống chế đối tượng. Sau đó, bàn giao đối tượng cùng tang vật là xe máy cho công an phường Cô Giang để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đỗ Đức Anh, sinh năm 1997, ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, và thừa nhận hành vi tấn công ông Nguyễn Văn Vô, sinh năm 1993, để cướp xe máy. Chiều ngày 15 tháng 4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trên vỉa hè. Nạn nhân được xác định là ông VVT, tên viết tắt, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông T được người dân phát hiện nằm chết trên tuyến đường nội bộ trong một khu chung cư, phường An Phú, thành phố Thuận An, với nhiều vết máu trên người. Người sinh sống ở khu chung cư cho biết, thường ngày họ vẫn thấy nạn nhân đi lại sinh hoạt ở đây. Theo người nhà nạn nhân, ông T từng tâm sự, thời gian gần đây gặp chuyện buồn, đến hôm nay thì xảy ra sự việc trên. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Rạng sáng mùng 4 tháng 4, Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ thuộc xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn đã phát hiện 7 đối tượng gồm 3 nam 4 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ở tầng 3 của nhà nghỉ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 6 túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng. Qua giám định xác định số chất trên là ma túy dạng ketamin, khối lượng 3,069 gram, một đĩa sứ hình tròn màu trắng, một thẻ ATM và một số đồ vật khác liên quan. Đồng thời, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh 7 đối tượng trên, kết quả 7 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy. Hôm nay ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động, xét xử và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nông, sinh năm 1976, trú tổ 18, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo điều tra, Nguyễn Văn Nông cho anh Trần Văn Nam, sinh năm 1974, tạm trú 30 Bảo Năng 11, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, mượn số tiền 60 triệu đồng. Anh Nam chỉ trả 10 triệu đồng, sau đó cố tình lẩn tránh. Cuối tháng 7 năm 2022, Nông cắt thủng một lỗ trên cửa sau của anh Nam rồi nhét một miếng vải và châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về, gia đình anh Nam không phát hiện vụ việc. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, với thủ đoạn tương tự, Nông tiếp tục phát hỏa đốt nhà anh Nam với 7 lít xăng. Rất may, người nhà anh Nam phát hiện ra và tiến hành dập lửa nên bảo toàn tính mạng. Thông tin quốc tế nổi bật ngày 15 tháng 4 năm 2023 sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một người đàn ông đã ném vật thể hình ống được cho là bom khói về phía Thủ tướng Kishida Fumio khi ông đang chuẩn bị phát biểu ngoài trời ở thành phố Wakayama, phía Tây Nhật Bản. May mắn dường như không ai bị thương và không gây hư hại tại hiện trường. Vụ việc diễn ra vào sáng 15 tháng 4 khi ông Kishida đang nói chuyện với một ứng viên của đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Ông đang tham gia chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử Hạ viện bổ sung trong quận 1 của thành phố cảng Wakayama. Theo truyền thông địa phương, Thủ tướng Nhật Bản không bị thương và đã được đưa đến nơi an toàn ngay sau đó. Bài phát biểu của ông bị hủy bỏ, người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau vụ việc. Lực lượng biên phòng Phần Lan ngày 14 tháng 4 cho biết, nước này đã xây dựng được đoạn hàng rào đầu tiên trên biên giới với Nga. Hàng rào mà Phần Lan xây dựng trên biên giới với Nga dự kiến dài 200 km với chiều cao 3 m và có thép gai bên trên. Ước tính hàng rào này sẽ được hoàn thành vào năm 2026 và chi phí xây dựng vào khoảng 380 triệu euro. Khoảng 70% hàng rào này được dựng lên ở miền đông nam Phần Lan,
Một số đoạn ngắn hơn dự kiến được xây dựng ở miền Trung và khu vực biên giới ở vùng Bắc Cực mà phần lớn không có người ở thuộc vùng Phần Lan. Trung bình mỗi ngày có một cây ATM bị phá hoại ở Đức để lấy tiền, khiến người dân nước này lo ngại về làn sóng tội phạm xuyên biên giới. Hồi tháng 3, hai cây ATM tại chi nhánh ngân hàng Santander và Sturger gần quảng trường chính ở thị trấn Rantingen, bang North Rhine-Westphalia, gần biên giới Hà Lan bất ngờ nổ tung. Vụ cướp tiền táo bạo ngay giữa ban ngày này trở thành chủ đề gây xôn xao của thị trấn Rantingen. Bộ Nội vụ Đức cho biết, mỗi ngày có hơn một cây ATM bị phá hoại ở nước này. Số vụ tấn công cây ATM trên toàn quốc tăng hơn 40% kể từ năm 2019. Những kẻ tấn công năm 2021 đã cướp đi gần 20 triệu euro sau khi phá nổ 392 cây ATM. Đến năm 2022, con số này tăng lên là 496. Cảnh sát bang North Rhine-Westphalia ghi nhận 47 vụ phá nổ cây ATM từ đầu năm tới nay, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!